Trường Tương Tư, nhan sắc xinh đẹp của Dương Tử trong phim Trường Tương Tư là một trong những tiểu hoa đản nổi tiếng bậc nhất xứ Trung nên những dự án phim ảnh của Dương Tử vẫn luôn được khán giả trông đợi. Phim Trường Tương Tư cũng không ngoại lệ. Mới đây phim Trường Tương Tư có Dương Tử đóng chính đã chính thức chốt lịch lên sóng. Người hâm mộ đều háo hức chờ đón tác phẩm mới của nàng tiểu hoa. Phim xung quanh mối quan hệ của tiểu yêu và ba người đàn ông, đồ sơn cảnh tương liễu thương huyền. Theo nguyên tắc ban đầu tiểu yêu sống dưới thân phận của Văn Tiểu Lục, một nam nhi làm người thầy thuốc. Theo nguyên tắc đồ sơn cảnh Đặng Vi là nam chính bởi anh là người tiểu yêu đem lòng yêu cuối cùng thành đôi với cô. Những ngày tháng tại Trấn Thanh Thủy trôi qua khá yên bình, Văn Tiểu Lục vô tình cứu được Từ Sơn Cảnh là công tử của Thanh Khâu. Thời gian bên cạnh nhau hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm. Tương Liễu Đàn Kiện Thứ là người yêu tiểu yêu đơn phương. Đây cũng là nhân vật được đông đảo độc giả yêu thích bởi vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại có một trái tim ấm áp. Tương Liễu yêu tiểu yêu vô điều kiện, dạy cô bắn cung để cô có thể tự bảo vệ mình. Biến cô thành cô gái của đại dương để cô có thể tự do bơi trong nước, bảo vệ người mà cô yêu thương. Về sau cô có người nương tựa. Còn Thương Huyền Trương Vạn Ý là biểu ca đem lòng yêu tiểu yêu, cố gắng chiếm lấy trái tim cô nhưng thất bại. Thương Huyền dưới áp lực thống nhất thiên hạ, phải ẩn nhẫn thể lực. Bởi vì muốn tìm kiếm tiểu yêu, Thương Huyền đã đi khắp đại hoang, cuối cùng đến Trấn Thanh Thủy nơi tiểu yêu đang ở. Văn Tiểu Lục cùng Thương Huyền nhiều lần chạm mặt, nhưng diện mạo đã thay đổi hoàn toàn khác biệt khiến Thương Huyền không thể nào nhận ra được biểu muội mà y rất mực yêu thương. Trải qua nhiều sóng gió và nguy nan, tiểu yêu mới nhận ra Thương Huyền khôi phục thân phận cơ vương. Để thống nhất thiên hạ, Thương Huyền nung nấu ý định đoạt ngôi vị. Tương Liễu vì nghĩa chết trên sa trường, tiểu yêu sau khi giúp Thương Huyền giành lại đại nghiệp đã cùng Đồ Sơn Cảnh quy ẩn giang hồ. Với mong muốn được sánh đôi nhưng không thành, Thương Huyền đem tất cả tinh thần tập trung vào việc trị nước an dân. Vì Thương Huyền biết rằng chỉ có thiên hạ thái bình, tiểu yêu của mình mới được hạnh phúc an khang trọn vẹn. Từ khi được công bố, khán giả tỏ ra hào hứng với phim mới mà Dương Tử tham gia. Nhiều người kỳ vọng nữ diễn viên sẽ lấy lại phong độ về nhan sắc cũng như diễn xuất trong Hương Mật Tựa Khói Xương. Với những hình ảnh trong trailer có thể thấy tạo hình của Dương Tử đẹp, đúng chất tiên tử. Những phân đoạn nội tâm nhân vật tiểu yêu phải khóc, Dương Tử đóng cũng đạt. Những cảnh khóc luôn là thế mạnh của cô trong hầu hết các dự án phim ảnh, nên khán giả hy vọng Trường Tương Tư cô sẽ phát huy được sở trường này. Một lợi thế nữa là các bạn diễn của Dương Tử trong phim như Trương Ngạn Ý, Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi cũng được đánh giá là tương xứng từ ngoại hình tới diễn xuất. Ngoài ra bối cảnh phim cũng được đoàn phim chuẩn bị chu đáo. Theo trailer phim công bố, bối cảnh được khắc họa hết sức tỉ mỉ, đồng chất phim tình cảm huyền huyễn như những gì được miêu tả trong nguyên tác.